Yo, hello anh em nhé. Mấy hôm nay sao rồi? Chơi Thảo Thần sao, ok chưa? Bản thân mình thì mình chơi rất là nhiều team của Thảo Thần, nhưng mà tới bây giờ mình cũng chưa có rõ ràng là Thảo Thần là chơi team nào là ngon nhất cả. Bởi vì thấy team nào cũng ok. Team nào Thảo Thần cũng có một cái vai trò rất là rõ ràng. Và hôm nay là video thứ ba mình nói về dạng về Thảo Thần. Đây là video về team Thảo Thần ha. Đây là trong video này mình sẽ nói về team bốn thần đi. Bốn thần là team rất thú vị. Lúc đầu mọi người hay nói ồ bỏ bốn thần với nhau chơi for fun cho vui ha. Nhưng mà khi mà mình chơi thì thấy ok, team này cũng rất là thực tế chứ không phải là bỏ cho vui lắm đâu. Bởi vì cái cách hoạt động của team này cũng rất là chặt chẽ. Nè, mình sử dụng Zhongli, thần Nham, Thảo thần Nahida, Lôi thần Raiden Shogun và Phong thần Venti, thì mỗi con đều có nhiệm vụ riêng và nó hỗ trợ cho nhau. Zhongli khỏi nói rồi, Zhongli là nó tạo khiên. Thảo thần đứng lên trên dễ bị đánh lắm, cho nên phải có cái khiên. Và đồng thời cái khiên của Zhongli nó cũng giảm kháng nữa, giúp tăng đam to hơn. Rồi Thảo thần nhân vật chính không nói đi. Lôi thần là cái gì? Lôi thần á, là nó sẽ có nhiệm vụ gọi là kết hợp, nó sẽ ghi dấu ấn lôi để kết hợp với lại ấn thảo tạo ra phản sinh trưởng á, giúp cho đam của nó hay đa to hơn, đồng thời đam của lôi thần cũng to hơn luôn. Hai đứa này thì nó có sự hỗ trợ qua lại với nhau, thì cơ bản đây là đội hình này đánh xoay quanh cái phản ứng gọi là phản ứng sinh trưởng tăng cường và lan tràn. Cơ bản là team mà có lôi với lại thảo đó ha, coi như là đây là cặp cái sát thương chính. Còn Venti để làm chi? Venti nhiệm vụ vô là để gom quái vô quýnh quá phê luôn, quá quýnh vô chụp một vòng cái là chết hết. Đó là bây giờ mình sẽ đi thử cái team bốn thằng này ha. Đây có một cái lưu ý nhỏ của thảo thần, anh em xài thảo thần hãy để ý thôi, nó mình nghĩ là đây này hơi là khuyết điểm chút không mặn lắm đâu. Tức là con thảo thần thì nó gây cái ấn ở trên con quái á, tức là nó chưởng vô con quái bị dính cái ấn. Thì nếu mà con quái bị chết thì coi như mất ấn thảo, anh em phải chuyển về thảo thần đánh kia lại lần nữa. Tức là nếu mà mình chơi theo lối upfield đi chung với những con đứng sân nhiều như Shino hay Razor á thì rất có khả năng mình bị mất ấn thảo. Xài con men nó dễ hơn, tại con men thảo nó quăng ở dùng thảo thì con Shino bật quy lên đánh hết cái dòng hết thời gian của QQ men thảo thì mình sẽ làm lại dòng mới. Cái QQ con men nó cứ nằm đó hoài, còn thảo thần mà con quái mà lỡ bị chết nó mất luôn, mất mà lúc đó mình đang ở trong trạng thái của Shino mà chuyển qua thảo thần cấp chuyển đánh QE lại thì không được đó ha, mình lưu ý chỗ đó. Nếu mà đánh upfield thảo thần thì thường nó có xu hướng đánh boss nhiều hơn, tốt hơn là đánh đơn. Ai có cách hoạt động của team này sao? Mình sẽ đi đánh La Hán ha. Rồi Nham thần nè, Thảo thần nè, Lôi thần nè, Venti, Phong thần. Team dưới thì mình sẽ đánh nhanh đây, nhưng mà chắc mình không quay. Vô coi cái búp gì ngon không? Dơ dở mà. Rồi cái cách hoạt động của team này là chủ yếu là xoay quanh cái sát thương của hai cái nguyên tố lôi và thảo ha. Mình sẽ cho con lôi thần mình đánh quen cái có cái ấn lôi. Rồi vậy quân Venti gồng khiên cái để giúp thảo thần ra đứng sân đánh không bị mất máu. Và Venti gom quái bam vô nè, con nẹn cái gom lại. Rồi chụp chui an cái là chết hết rồi, quy lên. Giờ nếu mà thích thì lấy lời thần chặt vô một cái là rụng hết đó, một bộ của nó. Này, Venti có nữa kìa, gom lại. Chụp hình quy. Mình đang cầm tế lễ được, mình e được hai lần. Đây. Rồi 12.2 à, mới vô mình cho búp lôi cái Venti sạc nổ. Đúng khiên đi, gom vô. Thảo thần chụp hình nè, chụp hết bốc chụp cái nữa. Lấy nổ. Thằng bắn bắn. Không quái vô. Chiếm còn mượn nhiều máu nè. Đang có ấn thảo á, chiếm gì sẽ đau. Ấn thảo hàng này. Ấn thảo nè. Để là hình đại đánh cái gậy trường con lại. Thôi sao mình lập lại cái vòng. Nãy con này đứng xa quá, nếu mà đứng trong đó là nó chết luôn rồi. Thảo thần cứ xài kêu xài nổ liên tục, có nổ cứ xài à. Cũng không cần phải tiết kiệm.
ai nhạc nào ở tầng sau. Thiên vô thì con đam thả thằng đương nhiên. Thả thằng này đang ớ 23.000. Thả thằng này đang xài tế lễ cho mọi người. Nếu mình là mình tinh thông cũng thấp nhưng chút ra mở đồ. Nếu mà anh em mà build tinh thông cỡ ngàn đánh thì nó ngon hơn. Nổ cái lan tràn nó khoảng hơn 30k. Nó rất là nhẹ. Thôi tim nó gần như là rất là nhẹ đầu luôn. Rồi 12.3. Mấy con rồng, mấy con rồng ngon nè. Mấy tìm mấy chỗ mà quái đông thì đánh Venti thích lắm. Như Venti không có gươm được cái con này. À cho nó thành Green cái. Cái này không, nếu mà anh em không dùng Venti dùng Kazuha ngon hơn. Tại Venti có nhiều lúc mà mình đánh quái mà nó không có gom được thì nó hơi dở. Còn con Kazuha thì không cần phải gom quái. Bốc nhiều đạn. Đột kích. À 19 đạn. Này ra mở đầu coi ha, đánh rất là nhẹ. Này. Vũ khí mảnh trưng tế lễ, thánh di vật thì mình bận ký ức rừng sâu. Cung mạnh không. Thiên phú 186, ưu tiên kêu E. Hay là mình đang kêu Quy nữa. Quy thì nó tăng cái giãn cách của cái những cái lần nổ diệt tình tâm nghiệp lên. Rồi. Vì nó thích thêm chút xíu về đồ thánh di vật á, thì nó chỉ có ba, có nói chung là cái bộ này là ngon nhất cho Thảo Thần. Bởi vì thông thường mình chơi những cái team của Thảo Thần á, cho dùng đánh tạo hạt của Ninh Lưu cũng vậy, cũng là sát thương thảo rất là nhiều. Thì mình nên có giảm kháng thảo trong đó ha. Với lại cái bộ này nó tăng sát thương thảo nè, đây là bộ ngon nhất. Trường hợp thứ hai là bộ giấc mộng hoàng kim. Anh em mà giấc mộng hoàng kim thì nó không có giảm kháng thảo, nhưng mà anh em bận giấc mộng hoàng kim vì cái bộ đó có chỉ số cao, chỉ số đẹp thì mình bận. Nhưng mà nếu bận giấc mộng hoàng kim thì phải thường thì nên có con khác bằng bộ giảm kháng thảo ở trong đội hình. Thông thường nếu anh em chơi đội hình hai thảo thì anh em có thể bận bộ thảo thần bận giấc mộng hoàng kim cho cái bộ con support kia hay thảo kia nó bận bộ này, nó là chỉ số không đẹp nhưng mà vô để lấy giảm kháng thôi. Rồi còn nếu ai mà nghèo quá, tại vì thánh dược mới mình không có nhựa đi farm thì anh hoàn toàn có thể bận quan tâm tới tinh thông thôi. Nên mít hai đòn hết, mít hai cái giấc mộng hoàng kim gì đó để lấy tinh thông là cũng được rồi. Chỉ số tinh thông cao cao chút. Đó là thánh gì vật. Rồi nói thêm về bảo kích của thảo thần chút xíu là cái nội tại á. Cái nội tại của thảo thần là nó tăng tỷ lệ bảo kích của cái diệt tình tâm nghiệp. Mình lên tinh thông cao thì mình sẽ được tối đa 24 tỷ lệ bạo kích của cái diệt tình tâm nghiệp chứ không phải là diệt cái tỷ lệ gốc của thảo thần, cho nên nó không có cộng vô chỗ này. Thành ra anh em nếu mà anh em nhìn thấy 53, thật ra nó nếu mình tối ưu lên là nó cộng thêm cái phần kia nó ẩn đi, tức là khoảng 7 mấy đó. Nếu mát tinh thông là cái này 7 mấy. Trường hợp thảo thần này thì không được mát đâu, chắc là khoảng 60 đó, 63 tỷ lệ của cái đòn E. Còn đánh thường nha, đánh thường các kiểu thì nó không có được tăng tỷ lệ bạo kích đâu. Nên lưu ý chỗ này. Cơ bản là mình nhìn thấy tỷ lệ khoảng 40-50 là được rồi. Nó ẩn giống như là của con Genju vậy đó. Genju có cái nội tại tầng 2 Genju á, thì nó cũng tăng cái, nó tăng cái tỷ lệ bạo kích của cái hoạt cải ra. Nhưng mà nó không có ghi trong cái tỷ lệ gốc nha. Thấy không? Mình nhìn dày 48 thực ra nó là 68 thì thảo thần cũng vậy thôi, mình không cần phải đẩy cái tỷ lệ bổ kích của thảo thần quá cao. Ráng lên cái tinh thông đi, tinh thông lên cũng hơi khó, trừ khi bây giờ ai có đồ ngon dữ lắm bận bộ này mới lên được tinh thông 8-900, chứ thông thường thì những cái hạt ít farm thánh dược mới thì không có cao. Rồi video này cơ bản mình nói thêm một cái đội hình bốn thần, đội hình xoay quanh cái lối chơi sinh trưởng tăng cường lan tràn, tức là đội hình chỉ có lôi với thảo trong đó. Đây là một dạng chơi cũng khá là hay và hợp lý cho thảo thần. Còn vấn đề mà cách sử dụng cơ bản lôi thần thì anh em có thể tham khảo nhiều ở những cái kênh khác ha. Mình thấy họ làm khá là nhiều, nhưng mà nó không quá khó đâu, xoay quanh cái đánh QE của thảo thần thôi.